Xin chào cả nhà, chào quý bà cô dì chú bác và các bạn đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung mới nhất về nam em ấy, giống như trợ lý của cô ấy đã lên tiếng giống như nói về tình hình hiện tại của cô ấy cũng như sức khỏe của cô ấy như thế nào sau khi mà bị phạt 2 lần và rồi bị khóa luôn cái tài khoản TikTok của mình. Trợ lý tiết lộ sức khỏe hiện tại của nam em sau khi bị Sở Văn hóa Truyền thông Hồ Chí Minh bị phạt lần 2 khóa mạng xã hội luôn. Sau thời gian mà im ắng được một khoảng thời gian á, thì trợ lý mới đây đã lên tiếng livestream tiết lộ tình hình hiện tại của nữ ca sĩ. Thời gian qua, nam em là cái tên gây chú ý trên mạng xã hội khi liên tục có những livestream sốc ốc vì bóc phốt showbiz tranh cãi với bạn trai. Kết quả là cô đã bị Sở Văn hóa và Truyền thông á, mời lên làm việc 2 lần, xử phạt tổng cộng là 47,5 triệu đồng. Đặc biệt sau lần xử phạt thứ hai, cô còn bị khóa trang cá nhân Facebook và TikTok và cả YouTube nữa. Không những đăng bài hay livestream nữa, nam em không còn lộ mặt, chỉ góp giọng hát ké ở trong livestream của bạn trai Bùi Hữu Cường. Mới đây nhất, vào tối ngày 16 tháng 4, trợ lý của cô đã phát trực tiếp để thông báo về tình hình hiện tại của hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long. Cụ thể, theo đó người trợ lý này cho biết, nam em đang trong thời gian nghỉ ngơi để lấy lại sức. Anh khẳng định cô nàng vẫn hoạt động nghệ thuật bình thường và sớm đi hát trở lại, nhưng mà ai mà đón coi hay không thì không biết, chứ tôi là tôi không đón coi đâu. Lý do nam em đột nhiên im lặng và lời sa mạng xã hội là vì muốn để mọi ồn ào lắng xuống. Lời sa mạng xã hội nhưng mà vẫn còn hát anh nhạc giống như livestream nhưng không lộ mặt ở trong video của Bùi Hữu Cường phát livestream á, thì các bạn nghe thấy cũng cảm thấy giống như mâu thuẫn vô lý không? Cụ thể trợ lý nói như thế này nè: chị em vẫn sẽ lên live, vẫn ca hát, vẫn hoạt động nghệ thuật nha mọi người. Nam trợ lý nhấn mạnh như vậy đó. Được biết nam em đang thuê nhà ở Đà Lạt với giá 15 triệu đồng. Có thể thấy người đẹp sinh năm 1996 hiện tại đáng lẽ nhận ra được sai lầm và đang cố gắng thay đổi về cơ thể sớm để trở lại nghệ thuật hơn, thay vì cứ livestream ống ống như vậy, đúng không mọi người?